Vào vai yêu đương quá ngọt, lại đang là ông bố, bà mẹ đơn thân nên ngoài đời, Thanh Bình và Đàm Hằng được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Đàm Hằng vừa chia sẻ bộ ảnh chụp cùng diễn viên Thanh Bình trong khung cảnh miền quê vô cùng yên ả. Cô viết, một cuộc sống bình dị nơi quê nhà của cặp đôi hoa, lâm, mộc mạc thôi mà sao đầm ấm, hạnh phúc đến lạ. Cuộc sống giản dị của cặp đôi Lâm Hoa trong phim Lối về miền Hoa được tái hiện đầy nên thơ với cảnh mỗi ngày cùng nhau làm vườn, nấu ăn. Cặp đôi nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ kết hợp ăn ý. Thanh Bình và Đàm Hằng là những gương mặt thân quen trên sân khấu kịch. Họ cùng công tác tại nhà hát Tuổi Trẻ đã nhiều năm. Đàm Hằng, Thanh Bình gây bất ngờ cho nhiều khán giả khi trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng. Nhiều khán giả nhận xét cùng với Đàm Hằng, Trọng Lân, diễn viên Thanh Bình trong vai ông Lâm là ba diễn viên ấn tượng nhất phim. Trong phim, hai con người cô đơn tìm đến nhau, vượt qua rào cản của định kiến xã hội, xây dựng một chuyện tình đẹp như trong mơ. Vào vai yêu đương quá ngọt, lại đang là ông bố, bà mẹ đơn thân nên ngoài đời, Thanh Bình và Đàm Hằng được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.